Armenia rời khỏi khối quân sự do Nga dẫn đầu. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan thông báo đình chỉ sự tham gia của nước này vào tổ chức hiệp ước an ninh tập thể CSTO. Động thái thể hiện sự xa cách ngày càng tăng của Yerevan với Nga. Ukraine phá vỡ quyền miễn trừ hạt nhân của Nga. Cuộc tấn công tại Kursk đã đặt ra nghi vấn về tính hiệu quả của vũ khí hạt nhân trong vai trò răng đe. Buộc giới phân tích phải đánh giá lại chiến lược này. Nga khẳng định không trao đổi lãnh thổ với Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow sẽ không đàm phán về lãnh thổ, bác bỏ mọi khả năng trao đổi đất đai với Kyiv. Ukraine chặn làn hỏa tiễn Nga tấn công Kyiv, lực lượng phòng không Ukraine đã ngăn chặn phần lớn cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào thủ đô Kyiv và các khu vực lân cận. Do áp lực từ các lệnh trừng phạt, Moscow và Bắc Kinh đã quay lại hình thức thanh toán bằng vàng, gây nhiều khó khăn cho hoạt động thương mại giữa hai nước. Cuối cùng là gặp gỡ những nữ thợ săn drone ở Ukraine. Angelina và 70 phụ nữ khác đã tham gia lực lượng phòng không cơ động tại Bucha đối phó với các cuộc tấn công bằng drone từ Nga, thể hiện vai trò ngày càng quan trọng của phụ nữ trong cuộc chiến. Trên đây là những tin vắn có trong bản tin chiến sự, sau đây là nội dung chi tiết. Molly trân trọng kính chào quý vị khán thính giả thân thương. Cảm ơn quý vị đã tin tưởng lựa chọn The Strong Post để cập nhật tin tức. Trở lại với bản tin cập nhật tình hình chiến sự Nga-Ukraine và những chuyển động quốc tế đáng chú ý ngày hôm nay, Molifan mời quý vị theo dõi những nội dung ngay sau đây. Mở đầu bản tin của chúng ta ngay sau đây sẽ là một đòn giáng nặng nề cho quân xâm lược Nga. Thủ tướng của Armenia là Nikon Vassilyan vừa tuyên bố chính thức đình chỉ sự tham gia của Armenia vào Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO do Nga dẫn đầu. Đây là động thái quan trọng cho thấy Armenia tiếp tục giữ khoảng cách với khối quân sự thân Nga này. Trong cuộc họp báo gần đây, khi được hỏi về khả năng Yerevan rời khỏi CSTO, Thủ tướng Basinjan đã khẳng định rằng Armenia đã đình chỉ sự tham gia vào CSTO ở mọi cấp độ, ông nhấn mạnh. Cộng hòa Armenia đã đình chỉ việc tham gia CSTO ở mọi cấp độ. Chúng tôi coi quyết định này là đủ ở giai đoạn này. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng vấn đề này có thể sẽ tiếp tục được thảo luận trong tương lai. Yan cho biết ông tôn trọng mọi quan điểm nhưng nhấn mạnh rằng quyết định đình chỉ sự tham gia vào CSTO đã được ban lãnh đạo Armenia đưa ra sau nhiều cân nhắc. Mặc dù hiện tại Armenia không thấy cần thiết phải đưa ra thêm các quyết định liên quan đến tổ chức này. Thủ tướng cũng không loại trừ khả năng sẽ có những thay đổi trong tương lai. Quyết định này không phải là một sự ngạc nhiên hoàn toàn, bởi trước đó Armenia đã thực hiện một loạt các bước đi cho thấy sự bất mãn với CSTO. Theo Bassinjan, mối quan hệ với Azerbaijan chỉ trở nên xấu đi khi Armenia tiếp tục duy trì tư cách thành viên trong tổ chức này. Điều đáng chú ý là theo các quy định của CSTO, các thành viên của tổ chức này lẽ ra phải đến hỗ trợ Armenia khi cuộc xung đột với Azerbaijan bùng nổ, nhưng điều này đã không xảy ra yêu cầu trợ giúp của yerevan đã bị phớt lờ cho thấy sự bất lực của csto trong việc thực hiện nghĩa vụ với các thành viên của mình điều này chỉ càng làm rõ thêm rằng tổ chức này chủ yếu tồn tại trên danh nghĩa mà không thể thực thi được những cam kết của mình Trước đó đã có những dấu hiệu căng thẳng gia tăng giữa Armenia và Nga khi Armenia cho phép lực lượng biên phòng Nga tiếp cận sân bay Zvartnos và bộ máy tuyên truyền của Kremlin đã bắt đầu chỉ trích Armenia, gọi quốc gia này là một đội hình nhân tạo. Động thái này càng củng cố quan điểm rằng Armenia đang dần thoát khỏi sự kiểm soát của Nga và tìm kiếm một hướng đi độc lập hơn trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay. Thưa quý vị, có thể nói rằng, cuộc tấn công của quân đội Ukraine tại khu vực Kursk đã đặt ra nghi vấn về tính hiệu quả của vũ khí hạt nhân trong vai trò răng đe. Khi lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành một cuộc đột phá nhanh chóng, giành quyền kiểm soát khoảng 1.300 km vuông lãnh thổ Nga, điều này đã buộc giới phân tích quân sự phải xem xét lại vai trò của vũ khí hạt nhân. Đây là lần đầu tiên một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân phải đối mặt với việc bị mất lãnh thổ. Theo tờ World Street Journal WSJ, trong nhiều thập niên, người ta vẫn tin rằng các quốc gia có vũ khí hạt nhân sẽ gần như miễn nhiễm trước các cuộc tấn công trực tiếp vào lãnh thổ của họ. Các quốc gia như Israel, Triều Tiên và Libya đã luôn tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân nhằm ngăn chặn các đối thủ mạnh hơn. Tuy nhiên, sự kiện tại Kursk đã làm lung lay quan niệm này. Ukraine, một quốc gia phi hạt nhân, đã vượt qua biên giới của một cường quốc hạt nhân và chiếm giữ một phần lãnh thổ quan trọng hiện tại các nhà quan sát quân sự và chuyên gia hạt nhân đang cố gắng hiểu rõ ý nghĩa của chiến dịch này đối với chiến lược răng đe hạt nhân trong tương lai học thuyết hạt nhân của liên bang nga quy định rằng nước này có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp có mối đe dọa đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ tuy nhiên như cựu nhà đàm phán kiểm soát vũ khí nga nikolai sukov đã chỉ ra không ai thực sự biết rõ tranh giới đỏ của nga vì họ chưa bao giờ tuyên bố một cách chính xác trong khi đó truyền thông nga dẫn lời thứ trưởng ngoại giao sergei ryakov cho biết Nga đang xem xét điều chỉnh học thuyết hạt nhân của mình do sự leo thang căng thẳng từ phía các đối thủ phương Tây. Ryokov xác nhận rằng công việc soạn thảo tài liệu mới đang được tiến hành, nhưng chưa thể xác định thời điểm hoàn thành. Những thay đổi cụ thể nào sẽ được thực hiện trong học thuyết này vẫn chưa được tiết lộ. Tâm trạng của người Nga ở tỉnh Kursk khi Ukraine tấn công Thành phố Kursk, thủ phủ tỉnh cùng tên ở miền Tây Nga, chỉ cách khu vực lực lượng Ukraine đang tấn công chưa đến 50 km. Chiến dịch của Ukraine bắt đầu ngày 6 tháng 8 với tuyên bố buộc người Nga nếm trả những gì dân Ukraine phải chịu đựng trong hai năm rưỡi qua. Coi báo động vang lên dù là nhiều lần trong ngày cũng không khiến ai phải vội chạy đến những hầm trú bom bằng bê tông mới xây dựng để ẩn náu. Nỗi lo sợ chỉ bao trùm người dân Kursk khi đêm xuống. Họ phải cố chìm vào giấc ngủ giữa những tiếng nổ vang lên mỗi lần hệ thống phòng không đánh chặn mục tiêu. Tôi rất lo, tôi thức giấc liên tục và cảm thấy tồi tệ, bà Valentina mươi 74 tuổi, nói. Hồi đầu tháng, các mệnh vỡ của một rocket Ukraine đã rơi trúng tòa nhà nơi Yekaterina, 35 tuổi, sinh sống cùng các con. Tôi luôn lo cho lũ trẻ, tôi đưa con lên giường vào ban đêm, rồi nằm trằn trọc lo lắng, rất khó đi vào giấc ngủ, cô kể lại. Phải ngủ như một lính gác đang làm nhiệm vụ vậy, tôi luôn luôn cảnh giác, bà Ludmila mô tả. Người phụ nữ 70 tuổi thường xuyên thức giấc và phải uống thuốc chống lo âu để trấn tĩnh. Tình hình rất xáo trộn, khi nào tình trạng này mới kết thúc, trong lòng tôi mong nó chấm dứt sớm nhất có thể. Svetlana, một sinh viên 20 tuổi đặt câu hỏi về năng lực của lực lượng vũ trang Nga. Sao họ có thể không phát hiện ra một đợt tập kích quân lớn như vậy của Ukraine ở biên giới? Kyiv kỳ vọng tấn công vào Kursk có thể khiến người dân Nga lên tiếng phản đối chiến dịch ở Ukraine. TASS cho biết chiến dịch tấn công của Ukraine đã khiến ít nhất 31 người chết, 143 người bị thương, hơn 130 người phải di tản khỏi khu vực biên giới. Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết Moscow không xem xét trao đổi lãnh thổ với Kyiv sau khi lực lượng Ukraine tấn công tỉnh Kursk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người thường xuyên lỡ lời, nói rằng họ tấn công tỉnh Kursk để phục vụ các cuộc trao đổi trong tương lai. Đó là lý do họ bắt tù binh và chiếm giữ lãnh thổ. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bình luận về cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh biên giới Kursk của Nga trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình RT ngày 31 tháng 8. Ngoại trưởng Lavrov cho rằng đây là suy nghĩ đơn giản và ngây thơ. Dù các nhà phân tích chính trị Nga đang thảo luận về mục tiêu thực sự của Ukraine trong diễn dịch tấn công tỉnh Kursk, Chúng tôi sẽ không thương lượng về lãnh thổ của mình với bất kỳ ai. Chúng tôi không đàm phán về lãnh thổ, ông Lavrov nhấn mạnh. Lực lượng Ukraine đầu tháng 8 tấn công tỉnh Kursk ở phía tây nước Nga, đánh dấu cuộc xâm nhập lớn nhất kể từ khi chiến tranh bùng nổ cuối tháng 2 năm 2022. Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Zinsky ngày 27 tháng 8 cho biết, lực lượng nước này đã kiểm soát 100 khu dân cư và gần 1.300 km vuông lãnh thổ ở Kursk, bắt 594 tù binh Nga. Ngoại trưởng Nga nhận định, cuộc tấn công Kursk có thể đã được các đồng minh phương Tây của Ukraine chấp thuận, Tôi khó có thể nói được ý tưởng đằng sau tình huống này là gì, bởi các đồng nghiệp phương Tây có suy nghĩ rất phức tạp, đôi khi làm mọi thứ theo cách của riêng họ và sau đó chẳng thu kết quả gì, ông Lavrov nói. Ông Lavrov cũng dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Moscow không phản đối đàm phán, nhưng những người phản đối nên hiểu rằng họ càng trì hoãn thì càng khó đạt thỏa thuận. Ông nói thêm rằng, hai bên từng có khả năng đạt thỏa thuận trong vòng đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu năm 2022, nhưng Ukraine không muốn điều đó. Tuy nhiên, ngoại trưởng Lavrov cũng tuyên bố Nga hiện tại không tìm kiếm bất kỳ cuộc đàm phán nào. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo ngày 27 tháng 8 nói, hiện không có lý do để đàm phán với người đồng cấp Putin khi Nga kiên quyết yêu cầu Ukraine nhượng bộ lãnh thổ. Ông thêm rằng cuộc chiến cuối cùng vẫn sẽ phải kết thúc thông qua đối thoại, song nhấn mạnh Kyiv cần phải ở vị thế tốt hơn khi bước vào bàn đàm phán. Thưa quý vị, theo báo cáo từ Ukraine, hôm nay lực lượng quân sự nước này đã phải đối mặt với một đợt tấn công quy mô lớn của Nga nhằm vào thủ đô Kyiv cùng nhiều khu vực lân cận. Cụ thể, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết, quân đội Nga đã phóng tổng cộng 58 hỏa tiễn và máy bay không người lái tự sát vào các mục tiêu ở Kyiv cũng như các tỉnh Sumy và Kharkiv. Trong số các loại vũ khí được sử dụng bao gồm 16 hỏa tiễn đạn đạo chiến thuật Iskander-M, 14 hỏa tiễn hành trình KH-101, 4 quả đạn từ hệ thống phòng không S-300-400 cùng 23 máy bay không người lái tự sát kiểu Shahed-136-131. Tuy nhiên, lực lượng phòng không Ukraine đã nỗ lực chặn đứng được phần lớn các cuộc tấn công này. Lực lượng phòng không đã bắn hạ 20 UAV tự sát, 9 quả đạn Iskander-M và 13 hỏa tiễn KH-101, một hỏa tiễn KH-101 và 3 UAV tự sát không đến được mục tiêu, nhiều khả năng đã lạc đường, cơ quan này cho hay, nhưng không đề cập tới số hỏa tiễn còn lại. Reuters dẫn lời các nhân chứng tại Kyiv cho biết, nhiều tiếng nổ đã vang lên trên bầu trời thành phố, trong đó một số xảy ra ở khu vực trung tâm. Cơ quan quân sự thủ đô Kyiv cho hay, lực lượng phòng không đã chặn hơn 10 quả đạn hành trình và gần 10 hỏa tiễn đạn đạo. Thêm rằng mảnh vỡ từ những mục tiêu bị đánh chặn đã rơi xuống và gây cháy, làm thiệt hại cơ sở hạ tầng và nhà cửa, khiến hai người bị thương. Thị trưởng Kyiv Vitaly Klitschko nói rằng, lò hơi tại nhà máy nước thành phố và lối vào một ga tàu điện ngầm ở quận Sviatoshinsky đã hư hại. Nhiều ô tô và một công trình không phải nhà dân cũng bị cháy sau cuộc tấn công. Lực lượng khẩn cấp đã triển khai tới quận Sviatoshinsky, Holosivsky và Solomiansky, nơi mảnh vỡ hỏa tiễn rơi xuống, ông cho hay. Quận Solomiansky là nơi đặt một ga tàu chủ chốt và sân bay chính của thủ đô Kyiv, trong khi quận Svitoshinsky và Holosivsky nằm ở phía tây và tây nam thành phố. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Ba Lan cùng ngày thông báo triển khai tiêm kích để giám sát, bảo đảm an toàn không phận trong lúc Nga tập kích Ukraine. Nga và Ukraine thường xuyên tập kích tầm xa vào lãnh thổ đối phương kể từ đầu cuộc chiến. Kyiv đã nhiều lần kêu gọi các đối tác phương Tây cung cấp thêm hệ thống phòng không để giúp nước này đối phó với các đòn đánh từ xa của Moscow các cuộc tập kết diễn ra khi giao tranh trên bộ giữa hai bên vẫn đang diễn ra ác liệt, bao gồm tại tỉnh Kursk của Nga. Trong một diễn biến đáng chú ý, bên lề chiến sự, Moscow và Bắc Kinh đã quay trở lại với các phương thức thương mại cổ xưa, nơi hàng hóa được thanh toán bằng vàng và giao nhận bởi các dịch vụ chuyển phát đặc biệt. Thông tin này đã được Reuters đưa tin. Hiện tại, thương mại giữa Nga và Trung Quốc đang rơi vào tình trạng tê liệt. Các công ty Nga đang gặp phải sự chậm trễ ngày càng nghiêm trọng và chi phí tăng cao khi thực hiện các giao dịch thanh toán với Trung Quốc. Ngay cả việc chuyển tiền bằng đồng nhân dân tệ cũng bị chặn. Tình hình đã trở nên tồi tệ hơn đáng kể trong tháng qua khi các ngân hàng Trung Quốc cắt giảm quan hệ với Moscow đến mức tối đa có thể do lo ngại về các lệnh trừng phạt thứ cấp. Đây là thảm họa đối với Nga. Sau khi mất thị trường châu Âu, Trung Quốc trở thành đối tác thương mại quan trọng của Nga, chiếm khoảng 1 phần 3 kim ngạch thương mại nước ngoài của nước này. Hơn nữa, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ chính các tài nguyên xuất khẩu của Nga, bao gồm khí đốt, dầu mỏ, gỗ và nhiều mặt hàng khác. Gần đây, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã cảnh báo các ngân hàng Trung Quốc về việc áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp nếu họ tiếp tục thực hiện các khoản thanh toán cho Nga và Bắc Kinh đã rất nghiêm túc với mối đe dọa này. Tại thời điểm đó, mọi khoản thanh toán biên giới với Trung Quốc đều ngừng lại. Chúng tôi đã tìm ra giải pháp nhưng phải mất khoảng 3 tuần, khối lượng thương mại giảm mạnh trong thời gian này, một nguồn tin tại Nga cho biết. Giải pháp được đưa ra khá độc đáo, một số công ty Nga đã xuất khẩu vàng sang Trung Quốc, bán vàng tại đó và sau đó sử dụng số tiền thu được để thanh toán cho các hàng hóa đã mua. Để thực hiện điều này, họ thuê các dịch vụ chuyển phát đặc biệt. Tuy nhiên, phương thức giao dịch cổ xưa này không được coi là thuận tiện. Một số công ty khác sử dụng các chuỗi trung gian để thực hiện thanh toán cho Trung Quốc thông qua các nước thứ ba, nhưng phương pháp này gặp phải nhược điểm lớn là chi phí giao dịch tăng cao khoảng 6% một nguồn tin ngân hàng cho biết, các vấn đề thương mại với Trung Quốc không phải là mối lo ngại lớn đối với ban lãnh đạo cấp cao của Nga khi các khoản thanh toán trong các lĩnh vực ưu tiên vẫn diễn ra suôn sẻ, bài báo nhận định. Các doanh nghiệp lớn tiếp tục duy trì thương mại mạnh mẽ với Bắc Kinh, nhưng các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp khó khăn. Theo thống kê chính thức từ Trung Quốc, nhập khẩu từ Nga đã giảm hơn 1% xuống còn 62 tỷ đô la trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2024, chủ yếu do các vấn đề thanh toán. Ngân hàng Trung ương Nga dự đoán tổng nhập khẩu của nước này từ khắp nơi trên thế giới sẽ giảm 3% trong năm 2024. Cuối cùng, hãy cùng gặp gỡ những nữ thợ săn drone của Ukraine. Trong hai tháng qua, Angelina đã trở thành một phần quan trọng của đội phòng không cơ động tại Kiev. Cô hiện đang đảm nhận nhiệm vụ tác chiến mỗi khi có báo động về các cuộc tấn công bằng drone từ Nga. Vào ngày 9 tháng 8, tại một điểm rác ở khu ngoại ô Buja của thủ đô Ukraine, Angelina cùng đội tuần tra của mình đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Khi có thông báo về khả năng tấn công, cô nhanh chóng trang bị và lái chiếc xe bán tải trang bị súng máy phòng không đến vị trí được chỉ định, kiểm tra lại cơ số đạn và chờ đợi sự xuất hiện của các drone. Angelina, 27 tuổi, đang làm việc cùng với các đồng đội của mình trong khu vực Bucha. Trong đêm 9 tháng 8, đội tuần tra của cô không gặp phải vũ khí từ phía Nga, nhưng một đội khác gần đó đã thành công trong việc bắn hạ một chiếc UAV dạng Shahed. Angelina là một trong số 70 phụ nữ địa phương được tuyển vào lực lượng phòng không cơ động tại Bucha trong những tháng gần đây. Họ chủ yếu đối phó với các cuộc tấn công bằng drone từ Nga, theo chỉ huy lực lượng phòng vệ địa phương Andriy Valetti. Với việc số lượng quân nhân tuyển dụng hàng tháng lên đến vài chục ngàn nam giới, phụ nữ Ukraine ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quốc gia này. Họ thay thế nam giới trong nhiều công việc truyền thống, từ công nhân mỏ đến lực lượng phòng vệ địa phương. Chính phủ Ukraine đã đẩy mạnh chương trình tuyển dụng phụ nữ vào các đơn vị phòng vệ địa phương, chủ yếu là các tình nguyện viên bán thời gian. Angelina quyết định tham gia đơn vị Sangron của Bucha vì cô đã chứng kiến sự tàn phá của Nga gây ra trong giai đoạn quân đội Nga kiểm soát Bucha và bao vây Kyiv vào đầu cuộc chiến. Khi tình cờ đọc được thông báo tuyển tình nguyện viên vào tháng 6, Angelina cùng người bạn là Olena, cũng là bác sĩ tại Bucha, đã ngay lập tức gọi điện đến văn phòng quân sự địa phương. Công việc này giúp tôi góp phần giữ cho mẹ mình được ngủ yên, để các em tôi có thể đến trường an toàn và gặp gỡ bạn bè, và để những đứa trẻ mà tôi đỡ đầu có thể lớn lên dưới một bầu trời hòa bình, Angelina chia sẻ. Nhóm nữ tình nguyện viên chống drone của Angelina tự gọi mình là những phù thủy của Bucha, với nữ chỉ huy mang biệt danh Calypso, tên của nữ thần biển trong thần thoại Hy Lạp. Vào mỗi chủ nhật hàng tuần, nhóm được tập hợp để rèn luyện bắn súng, tác chiến và kỹ thuật quân y. Calypso khẳng định rằng tất cả tình nguyện viên phòng không tại Butra phải đáp ứng các tiêu chuẩn năng lực chung, bất kể giới tính. "Từ khi chúng tôi gia nhập và ký hợp đồng, chúng tôi không còn là phụ nữ mà đã trở thành những người lính. Chúng tôi phải hoàn thành nhiệm vụ chứ không chỉ đến đây để ngồi không và nấu nướng." Calypso nói. Lidila, một tình nguyện viên gia nhập quân đội phòng không cơ động vào tháng 8 chia sẻ rằng cô luyện tập như nam giới để bảo vệ gia đình mình. Kể từ khi mặc quân phục, các con của cô nhìn cô với ánh mắt khác. Đôi lúc, cậu con trai nhỏ của cô tò mò, hỏi mẹ có mang theo súng không và có bắn súng không. Đối với các con, tôi luôn là người mẹ tuyệt nhất. Nhưng giờ đây tôi cảm thấy mình còn hơn thế nữa, Lidila cho biết. Angelina và Lidila cho biết họ liên tục được huấn luyện về khả năng tác chiến chống drone, bao gồm cả việc sử dụng thiết bị giả lập. Các nữ tình nguyện viên còn được đào tạo về nhiều loại vũ khí và mìn cũng như kỹ chiến thuật và cách phát hiện thám báo Nga. Các cuộc tấn công bằng drone của Nga thường xảy ra vào ban đêm với quy mô lớn, do đó, ca trực của các tình nguyện viên cũng thường kéo dài đến thời điểm này. Sau khi hoàn thành ca trực, các đơn vị sẽ trở về doanh trại để nộp vũ khí và một số trang bị tác chiến, nghỉ ngơi một ít thời gian trước khi trở lại với công việc ban ngày của họ. Olena, người đã đăng ký nhập ngũ cùng với Angelina vào tháng 6 cho biết có những ngày cô chỉ ngủ khoảng 2 tiếng sau buổi trực rồi vội vàng đến bệnh viện để làm việc. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi và quý vị ơi, đừng quên bấm nút like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh quý vị nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.